Kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác. Lời tựa Kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác còn gọi là Kinh Địa Tạng Bồ Tát Nghiệp Báo, gồm hai quyển do Ngài Bồ Đề Đăng người nước Ấn Độ dịch ra Hoa ngữ vào đời nhà Tùy, được thâu vào tập thứ 17 trong Đại Tạng Đại Chánh Tông Tu của Nhật Bản. Kinh này do Đức Bồ Tát Địa Tạng vì chúng sanh đời mạt pháp cầu học pháp lành ứng với lời dạy của Phật mà nói ra. Quyển thượng nói rõ các chim quẻ để xem xét nghiệp báo thiện ác. Quyển hạ thuộc rành rẽ nghĩa chân thật của Đại Thừa. Chim sát tức là dùng tướng mộc luân, những mảnh gỗ gieo quẻ để biết nghiệp thiện nghiệp ác cùng quả báo khổ vui lành giữa đời trước và đời này cho một người nào đó. Cách làm mộc luân là đem 10 nghiệp điều thiện và 10 điều ác phân biệt ra và khắc chữ ở trên 10 mảnh gỗ nhỏ thành nhóm thứ nhất, viết 3 chữ thân khẩu ý trên 3 mảnh gỗ khác có khắc nét dài ngắn sâu cạn lớn nhỏ thành nhóm thứ hai, viết chữ số từ 1 đến 18 trên 6 mảnh gỗ khác nữa, mỗi mảnh gỗ chỉ 3 mặt còn chừa lại một mặt trống thành nhóm thứ ba, đem gieo từng nhóm trên vật sạch do những mộc luân đó hiện ra những chữ có số gì, rồi sau đó mà xem xét việc lành dữ tốt xấu hoặc nhân quả đời trước đời này vân vân. Đó là nội dung quyển thượng. Tuy về hình thức là chim bói nhưng thực chất lại khác xa muôn trùng đối với những việc chim bói của thế gian. Tại sao vậy? Bởi vì các chim bói này đòi hỏi người thực hành phải là đệ tử của Phật, thuộc thành phần xuất gia tại gia, có quy y thọ giới hẳn hoi, và khi muốn chiêm sát phải biết cúng dường tam bảo, sám hối, phát nguyện tùy hỷ hồi hướng vân vân. Có được đức tin thuần tí thanh tịnh rồi thì sự chiêm sát thiện ác mới tương ưng với bi nguyện chi dẫn của chư Phật Bồ Tát và Ngài Địa Tạng, khi đó những điều cần cầu mới ứng nghiệm và chính xác. Không đủ những yếu tố này, việc chiêm sát sẽ không tương ưng. Lại nữa, khi thực hành đúng theo lời dạy của Đức Địa Tạng Bồ Tát và việc mình muốn xem xét được hiện ra kết quả rõ ràng, phải biết đó là duy tâm sở hiện, cũng chính là một phần mảnh muốn nơi thể tướng dụng của chân tâm chúng ta. Quyển Hạ Kinh này chỉ dạy về pháp quán như thế nào để đúng với nghĩa chân thật của Đại Thừa. Nghĩa là người muốn hướng về Đại Thừa để tu học, trước tiên cần phải biết hạnh căn bản băng sơ, đó là cảnh giới của nhất thật tướng. Nhất thật tướng này được tóm nêu bằng hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là tâm chân như, nghĩa thứ hai là thức a lại gia. Tâm chân như là cái thể bất sinh bất diệt của tất cả các pháp. Thức a lại gia là nghĩa sinh diệt của tất cả các pháp. Học tập quán này có hai đường lối quan sát, ấy là quán pháp duy tâm thức và pháp quán thực tướng trung đạo của chân như. Người nào nương vào một trong hai pháp quán này mà tiến tới, tức có thể trực nhận ra nhất thực tướng, được mệnh danh là tu đúng pháp Đại Thừa, sẽ dựa vào chủng tính Bồ Tát. Vị nào không kham nổi việc tu học hai pháp quán nói trên, hãy niệm danh hiệu Đại Bồ Tát Địa Tạng cầu sanh về tịnh độ của chư Phật ở các phương khác, hoặc tùy một nước Phật ở phương nào xây về hướng ấy mà niệm danh hiệu của Ngài. Đến khi được nhất tâm, sẽ tùy nguyện xin cõi Phật đó, rốt ráo sẽ không rơi vào các đường ác, tám chỗ nạn sẽ thành tựu đức tin về Đại Thừa, mau được bất thối chuyển. Như trên là nội dung tóm tắt hai quyển của bộ kinh Chim Sát Nghiệp Báo Thiện Ác. Đức Đại Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sanh đời mạt pháp mà đã thấy Phật chỉ dạy rành rẽ mọi điều ở Trung Hoa từ đời nhà Tỳ trở lại đây. Những người căn cứ theo bản kinh này để thực hành pháp sám tội số ấy rất nhiều, đủ cho thấy tập tục nhân gian của Trung Quốc với tư tưởng Phật giáo một mực kết hợp với nhau. Có điều là từ đời Tùy đến trước đời Đường, kinh này bị một số học giả xem là ngụy tạo, vì cho rằng xuất xứ của kinh không được rõ ràng. Đến đời Đường niên hiệu Đại Châu,
Những nhà sư định mục lục các kinh Phật với bộ khai nguyên thích giáo lục mới xem kinh này là chân kinh và thâu vào mục lục các kinh trong Đại Tạng. Sự truyền bá có hơi rộng rãi. Kể từ đó đến đời Minh, có ngài Trí Húc Đại sư chú tác một quyển tựa đề là Quyền Nghĩa Kinh Chiêm Sát, hai quyển Chiêm Sát Nghĩa Sớ và một quyển Chiêm Sát Hành Pháp. Cách thực hành việc chiêm sát, bốn quyển trên đều là chú sớ bộ kinh này theo tài liệu Lịch Đại Tạng. Lịch Đại Tam Bảo Ký quyển 12, cận đại đây cũng có ngài Luật Sư Quần Nhất, trong khi quyển Địa Tạng Bồ Tát Thánh Đức Đại Quang, nhìn chung về thánh đức của Bồ Tát Địa Tạng đã trích dẫn kinh chiêm sát này rất nhiều và đề cao bi nguyện độ sinh của Đức Địa Tạng Đại Bồ Tát đối với chúng sinh ở cõi ta bà. Ngày nay hàng ngũ xuất gia tại gia như chúng ta đang ở vào thời kỳ mạt pháp, tức thời kỳ giáo pháp của Đức Phật đang siêu vi, tà pháp đang lừng lẫy, điều đó rất hiển nhiên không thể phủ nhận. Tuy rất nhiều vị phát tâm trội vượt cầu vô thượng bồ đề và tu theo các môn thiền định của Phật giáo, nhưng số người đạt được thành quả không phải là đa số mà hầu như rất hiếm hoi. Phải chăng đều do tốt thế thiện căn còn mong manh yếu ớt mà nghiệp chướng và tội nặng hiện tại và quá khứ lại sâu dày, cho nên thường bị nhiều điều chướng nạn hoặc bị sự nhiễu loạn bởi các thứ quỷ thần của 95 phái tà sư ngoại đạo khiến cho lui mất căn lành hoặc trở lại cầu phước báo nhỏ mọn nơi thế gian, như Đức Bồ Tát Địa Tạng đã dạy trong kinh này. Cũng vì những nguyên nhân đó, Đức Đại Bồ Tát khởi lòng đại bi vô tận, chỉ dạy cách chiêm sát nghiệp báo thiện ác để người tu hành tự biết túc căn của mình, sau đó chọn lựa pháp tu cho hợp với căn cơ trình độ, ngõ hầu thoát khỏi sự phá hoại của các thứ tạp ma tà. Thế nên những đệ tử Phật khi xem đến hoặc nghe nói đến việc chiêm bói chớ vội khinh thường, cho rằng Phật pháp pha trộn với hình thức bói quẻ của thế gian, với hình thức một bộ một luân gồm 19 mảnh gỗ chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu gồm 10 cái thâu nhiếp tất cả thập thiện thập ác, nhóm giữa 3 mảnh thâu nhiếp nghiệp thiện ác sâu cạn riêng biệt thuộc thân khẩu ý, nhóm sau 6 mảnh thâu nhiếp 6 căn 6 trần 6 thức thuộc 18 giới với 189 hiện tượng của phạm thánh thế gian và suốt thế gian. Như vậy đủ thấy kinh chiêm sát nghiệp báo thiện ác này thật bất khả tư nghị, không một loại bói khoa nào có thể sánh kịp. Riêng về thật nghĩa của Đại Thừa thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng giảng dạy một cách tinh vi sâu thẳm nơi quyển hạ. Nếu đem luận Đại Thừa khởi tính của Bồ Tát Mã Minh ra đã tạo để so sánh, ta sẽ thấy rằng những nghĩa căn bản của luận khởi tính phần lớn đều ở trong kinh này. Thế thì kinh này đã tóm tắt dạy về ý nghĩa trọng yếu của đạo lý nhất thừa vậy. Vì nhân duyên nào chúng tôi dịch kinh này, xin thành thật thưa rằng từ trước đến nay các bản kinh Hoa ngữ lưu hành ở Việt Nam rất nhiều, nhưng bộ kinh chiêm sát này chưa thấy lưu thông, lại cũng ít khi được nghe nói đến. Nay tình cờ một nhân duyên nào đó thúc đẩy khiến cho một Phật tử người Đài Loan khi qua làm ăn ở Việt Nam đầu năm Bính Tý 1996 đã đem theo bộ kinh này với hộp mộc luân được khắc chạm mạ vàng rất tinh xảo công phu, có cả bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng 19 mộc luân để chiêm sát. Cư sĩ muốn tìm người dịch ra kinh này để lợi ích cho hàng Phật tử Việt Nam. Sau một thời gian mấy tháng không tìm được người, ông thổ lộ với một Phật tử Việt Nam rằng muốn đem bộ kinh và hộp mộc luân này về Đài Loan. Người Phật tử kia giới thiệu đến chúng tôi. Ông vui lòng trao lại bản kinh và hộp mộc luân với hy vọng tôi có thể dịch bộ kinh này. Sau khi nhận bản kinh đầu tháng 4 năm nay 1996, tôi khởi sự dịch hàng ngày, mặc dù trong mùa Phật đản và an cư kiết hạ,
Với nhiều bận rộn tôi cũng cố gắng hết sức mình. Đến cuối tháng 4 thì xong hai quyển với phần chú thích, những từ ngữ khó và bản chỉ dẫn phương pháp sử dụng mộc luôn để những vị tu sĩ, cư sĩ Phật tử Việt Nam bớt khó hiểu trong khi sử dụng đến. Sau khi bản thảo hoàn thành, tôi gửi đến vị cư sĩ Đài Loan nọ để ông xem thử. Cư sĩ rất vui mừng và phát biểu rằng bản dịch của chúng tôi không trái với nội dung của kinh, như thế nguyện vọng của ông đã thỏa mãn. Phải chăng đây đều do thần lực của Đức Bồ Tát Địa Tạng gia bị hộ trì khiến cho tôi làm được việc này? Tôi thầm tin tưởng như vậy. Xin ghi lại nơi đây để gửi đến chư vị có nhân duyên đọc và sử dụng kinh chim sát nghiệp báo thiện ác này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tháng Trung Hạ mùa An Cư năm Bính Tý 1996, dịch giả kính ghi. Kinh chim sát nghiệp báo thiện ác, quyển thượng, đời Tỳ, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Đăng, người nước Ấn Độ, dịch Phạn Văn ra Hán Văn, Việt dịch Thích Thiện Thân. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật đóng nhất thiết trí ở thành Vương Xá trong núi Linh Thú, dùng sức thần thông thị hiện đạo tràng thanh tịnh trang nghiêm, rộng rãi vô ngại, cùng với vô lượng vô biên đại chúng cơ hội diễn nói pháp môn căn tụng rất sâu. Bây giờ trong hội có một Bồ Tát tên là Kiên Tịnh Tính từ tòa đứng dậy, sửa lại y phục, quán áo vai mặt, cung kính chắp tay bạch lên Đức Phật. Kính bạch Thế Tôn, nay con ở giữa chư đại chúng đây, muốn có chỗ hỏi thưa thỉnh Thế Tôn, cuối mong Thế Tôn rủ lòng cho phép. Đức Phật dạy rằng: Này thiện nam tử, tùy chỗ ông hỏi Như Lai có thể giải nói cho ông. Ngài Đại Bồ Tát Kiên Tịnh Tính thưa: Như Đức Thế Tôn trước đây có nói, ta nhập diệt rồi, đến sau thời kỳ chính pháp chấm dứt, tưởng pháp sắp hết, sang thời mạt pháp. Vào thời kỳ này, chúng sống phước mỏng, nhìn sự suy buồn, quốc độ xảy ra rối loạn hoài hoài, tai họa nhiều lần nổi lên khắp nơi, đủ thứ ách nạn, toàn những sợ sệt bức xúc chúng sanh. Đệ tử Như Lai đa số đánh mất nghiệp lành của mình, chỉ nuôi lớn thêm tham giận ganh tị ngã mạn vân vân. Giả sử có người làm được những điều giống như thiện pháp thì cũng chỉ cầu lợi dưỡng tiếng khen theo người thế gian, lấy đó làm đích, chẳng thể chuyên tâm tu pháp suốt yếu trong thời kỳ này. Chúng sinh khắp nơi nhìn thấy trong đời tai biến loạn ly, lòng thổ khiếp nhược, lo sợ thân mình và những quyến thuộc chẳng được áo cơm để nuôi thân mạng, do những nhân duyên đầy dẫy các thứ chướng ngại như thế. Cho nên đối với chính pháp của Phật, căn tính của họ trở nên chậm lụt, đức tin ít ỏi, người chứng được đạo cực kỳ hiếm có, đến đổi lần lần. Đối với ba thừa, những người thành tựu đức tin căn bản lại cũng rất hiếm. Những người tu học thiền định thế gian mà phát sinh những năng lực thần thông như biết kiếp trước của mình vân vân, lần lượt chẳng còn vào thời mạt pháp lâu xa như vậy. Người chứng đạo quả, người được đức tin, người được thiền định thần thông vân vân, hoàn toàn không có. Kính bạch Thế Tôn, con vì thời đại ác trụ sau này, khi tưởng pháp sắp hết và chúng sinh căn lành nhỏ nhoi trong thời mạt pháp, xin hỏi Như Lai bày phương tiện nào mở mang chỉ dẫn hàng đệ tử Phật, khiến sinh lòng tin được trừ suy buồn? Bởi các chúng sanh gặp thời đại ác nhiều chướng ngại nên họ thói tâm lành. Đối với nhân quả của pháp thế gian và pháp trúc thế, phần nhiều nghi ngờ, chẳng thể bền lòng chuyên cầu thiện pháp. Chúng sanh như vậy đáng thương đáng cứu. Tâm đại từ bi của Đức Thế Tôn bao la vô tận, chỉ biết tất cả, xin khỏi phương tiện dạy rõ điều này, khiến lừa đuối nghi, trừ các chướng ngại, thêm được đức tin, nương theo các thừa mà mau được giải thoát. Đức Phật bảo Ngài Kiên Tịnh Tính rằng: lành thay, ông hỏi việc này hay lắm, rất vừa ý ta. Nay trong hội này có Đại Bồ Tát tên là Địa Tạng, ông nên đem việc này thưa hỏi với người. Vị Bồ Tát ấy sẽ vì ông mà dựng lập phương tiện.
Mở bài diễn nói để ông mãn nguyện. Khi đó Bồ Tát kiên tịnh tính bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, Như Lai là đấng đại trí vô thượng. Ý gì Đức Phật chẳng nói lại muốn để cho Bồ Tát Địa Tạng diễn nói việc này. Đức Phật bảo Ngài kiên tịnh tính, ông chớ có sinh tư tưởng cao hạ. Bồ Tát Địa Tạng từ khi phát tâm tu hành đến nay đạo không vô lượng vô biên bất khả tư nghị a tăng tỳ kiếp. Từ lâu người đã chứng vào biển nhất thiết trí, công đức tràn đầy, chỉ vì nương xuất đại tự tại và thệ nguyện xưa mà khéo hóa hiện ứng thân mười phương. Dù rằng dạo khắp tất cả cõi nước khởi dụng độ sinh, nhưng với đời ác năm trược, riêng người là làm lợi ích giáo hóa sâu dày hơn cả. Lại cũng nương xuất huân tập thệ nguyện thở xưa mà người nhận lấy sự nghiệp giáo hóa chúng sinh có nhân đáng độ. Bồ Tát Địa Tạng từ 11 kiếp trở lại đây luôn luôn trang nghiêm thế giới ta bà thành thục chúng sinh. Do đó trong đại hội này thân tướng của người đoan nghiêm oai đức thù thắng chỉ trừ Như Lai, ngoài ra không ai có thể hơn nổi. Và lại bao nhiêu sự nghiệp giáo hóa tới thế giới này trừ những vị đại Bồ Tát như Văn Thù, Sư Lợi, Quán Thế Âm, ngoài ra không ai có thể sánh kịp. Cũng bởi bản thể và nguyện lực xưa của Bồ Tát này là nhanh chóng thỏa mãn tất cả nguyện cầu của khắp chúng sanh, hay diệt tất cả tội nặng, hay chừa các thứ chướng ngại cho khắp chúng sanh để họ hiện đời được sự an ổn. Lại nữa, Bồ Tát Địa Tạng được mệnh danh là đấng khéo nói pháp an ủi chúng sanh, nghĩa là khéo nói những pháp rất sâu, có thể mở mang dẫn dắt những người vừa mới tu học phát khởi ý chí cầu pháp đại thừa, khiến chẳng khiếp nhược. Bởi những nhân duyên như vậy cho nên nơi thế giới này chúng sanh khát ngưỡng chịu sự giáo hóa đắc độ của người, do đó mà ta để cho người nói. Khi ấy Bồ Tát kiên tịnh tính đã hiểu được ý của Phật, nghe đó Ngài liền mở lời khuyến thỉnh Đức Địa Tạng rằng: hay thay đấng đại sĩ cứu đời hay thay đấng đại sĩ cứu đời hay thay đấng đại trí khai đạo, như điều tôi hỏi về những chúng sinh trong đời ác trược, dùng phương tiện gì giáo hóa chỉ dẫn cho họ liệu khỏi các thứ chướng ngại, được vững niềm tin. Nay Đức Như Lai muốn để cho Ngài nói phương tiện đó, xin Ngài phải thời thương xót nói cho. Lúc đó Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng nói với Ngài Kiên Tịnh Tính rằng: này thiện nam tử, hãy khéo lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Thời gian sau khi Đức Phật diệt độ trong đời ác trược, những vị tỳ kheo hay tỳ kheo ni, nam nữ cư sĩ đối với những điều nhân quả thế gian và suốt thế gian như chưa có được đức tin quyết định, chẳng thể tu học về tưởng vô thường, về ý tưởng khổ, ý tưởng vô ngã, ý tưởng bất tịnh, những pháp quán ấy chẳng thể thành tựu, chẳng thể siêng năng quán bốn thánh đế, hoặc là pháp quán 12 nhân duyên, hoặc là những pháp quán bất sinh bất diệt, do chẳng siêng quán những pháp như vậy, cuối cùng chẳng thể không tạo tội lỗi thuộc 10 điều ác căn bản. Đối với công đức của Phật Pháp Tăng và những cảnh giới nhiệm màu của ngôi Tam Bảo chẳng hay chuyên lòng tin tưởng sâu sắc. Đối trong ba thừa đều không định hướng, những hạng người trên nếu có bất cứ thứ chướng duyên nào thì mối lo lắng càng thêm tăng trưởng, hoặc nghi hoặc hối, đối với mọi điều tâm chẳng sáng tỏ, còn nhiều lo nhiều lắm chuyện ràng buộc, làm việc bất định, tư tưởng rối loạn, phế tu đạo nghiệp. Hàng đệ tử Phật, người nào có sự chứng nạn như thế nên dùng phương pháp xem tướng mộc luôn mà chiêm nghiệm xét nét nghiệp nhân tốt xấu của những đời trước, cũng như những sự khổ vui lành dữ đời hiện tại đời này. Duyên hợp mà có, duyên hết thì tan, nghiệp nhân theo tâm tướng hiện quả khởi, chẳng mắc chẳng hư, tương ứng với nhau không hề sai lạc. Hãy nên như vậy chiêm nghiệm kỹ càng nghiệp báo tốt xấu, rồi tự nhắc nhở nơi lòng của mình. Đối với việc nào có chỗ nghi ngờ thì lấy theo đó quyết định rõ rệt. Là đệ tử Phật, hãy nên học tập phương pháp chiêm xét tướng mộc luân này.
hết lòng nương theo việc được xem xét thì không điều nào mà chẳng thành tựu, chẳng nên bước bỏ phương pháp nói trên, trở lại theo đuổi những thứ bối quẻ hoặc là những việc chiêm tướng lành dữ của người thế gian, rồi xin ham đắm ưa thích học tập. Nếu thích học tập thì rất chướng ngại thánh đạo Bồ Đề. Này thiện nam tử, muốn học cách làm tướng mộc luân thì trước phải khắc gỗ cỡ như ngón út, dài dưới một tấc, chính giữa mảnh gỗ bốn mặt bằng nhau, đầu hai mảnh gỗ nhọn lần lần ra, ngửa tay gieo qua chỗ sạch bên cạnh, khiến cho chuyển đổi nhân vì nghĩa này mệnh danh là luân. Lại nương tướng này có thể phá hỏng lưới nghi chấp tà trong tâm chúng sinh, chuyển sang đường chính đến chốn an ổn nên gọi là luân. Về tướng mộc luân thì có tất cả ba thứ khác nhau. Thế nào là ba? Một là luân tướng, biểu thị nghiệp chủng thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, luân này có 10. Hay là luân tướng, biểu thị nghiệp chủng chưa nhóm trong những đời trước, hoặc xa hoặc gần, tạo nghiệp mạnh yếu lớn nhỏ khác nhau, luân này có 3. Ba là luân tướng, biểu thị thọ báo sai biệt cả trong ba đời, luân này có 6. Như muốn xem xét những nghiệp ác sai biệt đã tạo đời trước thì phải khắc gỗ ra là 10 luân. Im 10 luân này viết ghi danh từ của 10 thiện nghiệp, cứ mỗi thiện nghiệp chủ ở một luân, ghi ở một mặt kế lấy 10 ác nghiệp viết đối diện lại với 10 thiện nghiệp, khiến cho cân đối, mỗi luân cũng ghi ở tại một mặt. Về 10 thiện nghiệp chính là cội rễ tất cả điều thiện, có thể tóm nhất tất cả thiện pháp khác. Về 10 ác nghiệp cũng là cội rễ tất cả điều ác, có thể tóm nhất tất cả ác pháp khác. Nếu muốn chiêm quả tướng mộc luân này, trước hết phải học sự dốc lòng hành, lễ chung tất cả chư Phật mười phương, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường, thưa hỏi lãnh nhận chính pháp của Phật. Kế đó nên học sự dốc lòng hành, kính lại mười phương tất cả pháp tạng, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương đều được nhanh chóng thọ trì đọc tụng tu hành đúng pháp. Vì người diễn nói kế nữa phải học sự dốc lòng hành, kính lạy mười phương tất cả hiện thánh, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương đều được nhanh chóng gần gũi cúng dường phát tâm bồ đề đến bất thối chuyển. Sau đó nên học sự dốc lòng thành, kính lạy nơi ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, nhân đó lập nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh mười phương mau được trừ diệt đi nghiệp ác, lìa các chướng ngại, những vật nuôi thân đều được đầy đủ. Lại như thế rồi thì chỗ có được hương hoa vân vân nên sống cúng dường. Trong khi cúng dường, hành giả phải nên nhớ nghĩ tất cả Phật pháp văn bảo thể thường khắp giáp hiện hữu khắp nơi, nguyện cho những món hương hoa dân cúng đồng với pháp tính sân khắp tất cả cõi nước mười phương của các đức Phật rộng làm Phật sự. Lại nghĩ mười phương tất cả món cúng lúc nào cũng có, nay tôi sẽ dùng tất cả những thứ hương hoa, chuỗi ngọc tràng phan bảo cái, những món trân quý, các thứ âm nhạc, đèn đuốc sáng tỏ, món ăn, thức uống, y phục, hình niệm, thuốc thang, vân vân, cho đến bao nhiêu những món trang nghiêm cúng dường tận khắp mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sinh dâng hiến cúng dường. Lại nên nghĩ đến người nào sắm sửa những món cúng dường trong các thế giới ta đều tùy hỷ, người nào chưa thể sắm sửa cúng dường nguyện được dẫn dắt tu pháp cúng dường. Lại nguyện thân ta có thể nhanh chóng đến khắp tất cả cõi nước mười phương, ở mọi mọi chỗ Phật pháp tăng bảo đều dùng tất cả những món trang nghiêm với khắp chúng sinh đồng đem dâng hiến cúng dường tất cả pháp thân, sắc thân, xá lợi, hình tượng, chùa viện, tháp miếu, tất cả Phật sự của các đức Phật, cúng dường tất cả bao nhiêu tạng pháp và chỗ thuyết pháp, cúng dường tất cả chư hiền thánh tăng. Nguyện con cùng với tất cả chúng sanh tu hành cúng dường như thế xong rồi, lần lần thành tựu 6 ba la mật,
Bốn vô lượng tâm biết sau các pháp xưa nay vắng lặng, không sinh không diệt, nhất vị bình đẳng, liền niệm thanh tịnh rốt ráo tròn đầy. Lại một lần nữa buộc tâm một chỗ riêng cúng dường ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bằng cách xưng danh hoặc tụng niệm thầm, nhất tâm xưng rằng Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Xưng danh như vậy đủ 1.000 lần, qua 1.000 niệm rồi bạch lời như vậy: Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, đại từ đại bi, cuối mong Bồ Tát hộ niệm cho con và tất cả chúng sinh, mau trừ các chướng, thêm lớn đức tin thanh tịnh, khiến cho những điều xem xét hiện nay khế hợp tương xứng đối với sự thật. Nói lời ấy rồi, sau đó tay cầm một luân ở trên vật sạch nhô qua một bên, cách thức như thế, muốn xem cho mình hoặc xem cho người cũng đều như vậy. Người xem nên biết, người muốn chiêm xét tướng một luân đây, tùy nghiệp được hiện, đều phải mỗi mỗi quan sát kỹ lưỡng, suy tư nghiệm xét, hoặc là thuận đủ cả 10 điều thiện, hoặc là thuận đủ cả 10 điều ác, hoặc thiện ác xen lẫn, hoặc thuần thiện chẳng đủ, hoặc thuần ác chẳng đủ, nghiệp nhân như vậy. Giống loại chẳng đồng, tập khí quả báo mọi thứ mọi khác, như Đức Thế Tôn đã nói rộng rãi nơi nhiều kinh khác, phải nên nhớ nghĩ, suy ngẫm quan sát, nghiệp chủng được hiện cùng với những việc quả báo khổ vui, lành dữ trải qua trong hiện đời này, như tương xứng với nghiệp tập phiền não đang nhận, đó mệnh danh là khế hợp. Nếu chẳng tương xứng, phải biết đó là chẳng hết lòng thành mà là đúng sai. Nếu chiêm tướng một luân mà nghiệp thiện nghiệp ác đều chẳng hiện ra, thì người này đã chứng tâm sáng suốt của trí vô lậu. Hãy nên chuyên cầu xuất ly thế pháp, chớ ưa nhận lại quả báo thế gian những nghiệp hữu lậu lần lượt nhỏ yếu chẳng còn tăng trưởng, cho nên chẳng hiện. Trường hợp thuần thiện chẳng đủ, thuần ác chẳng đủ, thì hai hạng người này, những gì về thiện nghiệp, những gì về nghiệp thiện nghiệp ác của họ chẳng hiện, đều là nhỏ yếu, chưa dẫn đến quả, do đó chẳng hiện. Nếu đời sau này những vị đệ tử của Đức Như Lai một khi chiêm nghiệm quả báo thiện ác được tương ưng rồi, đối với những món thuộc năm thứ dục, khi được xứng ý chớ tự dễ vui rồi khỏi buông luôn, liền nên xét nghĩ: ta được như vậy là do thiện nghiệp đã tạo đời trước, cho nên ngày nay được phước báo này, nay ta càng phải tiến tu thêm nữa, chẳng nên dừng nghỉ. Nếu gặp ách nạn hoặc là những sự suy não chẳng lành, rối rắm lo sợ chẳng được vừa ý, phải nên cam chịu, chớ nên nghi hối mà thối tu thiện nghiệp, liền nên xét nghĩ: nghiệp ác thế này chỉ do đời trước ta đã gây tạo, cho nên bây giờ mắc báo như thế, nay ta phải nên sám hối ăn năn những nghiệp ác đó. Cũng như chuyên tu pháp môn đối trị và tạo nghiệp lành thêm, không được dừng lại hay biến lười phóng túng. Nếu chẳng như thế, chỉ càng thêm sự chứa nhóm các thứ khổ tụ mà thôi. Trên đây là phương pháp chiêm xét bằng tướng mộc luân thuộc cách thứ nhất, thiện năm tử. Nếu muốn chiêm xét nghiệp thiện chứa nhóm xa gần trong đời quá khứ về trước, những nghiệp đã tạo mà nhiêu lớn nhỏ sai khác thế nào, lại nên cắt gỗ ra làm ba luân, biểu thị ba nơi thân khẩu quý, mỗi luân chủ một nơi, viết chữ vào đó, lại nơi mỗi luân chính giữa một mặt viết vào đường gạch hơi lớn và dài cho đến chí mí, cái mặt thứ ba gạch một nét khác hơi to và sâu, đến mặt thứ tư cũng khắc một nét cho lớn và cạn. Cần nên biết rằng nghiệp thiện trang nghiêm cũng tương tự như vẽ vời tô điểm, nghiệp ác suy hại giống như gạch bỏ. Gạch nào dài lớn tượng trưng cho sự chứa thiện vốn đã từ lâu trở lại, thiện nghiệp đã làm mạnh mẽ bén nhạy, việc làm tăng thêm. Gạch nào nhỏ nhắn tượng trưng cho sự chứa thiện trở lại, vốn còn gần cạn, chỉ mới tập tành, nền tảng chậm chạp, việc làm mỏng manh. Nét khác nào mà vừa to vừa sâu tượng trưng cho những tập quán xấu ác từ lâu trở lại, việc làm tăng thêm, dư họa cũng dày,
Nói cách nào mà vừa to vừa cạn, tượng trưng cho sự thôi tu thiện pháp trở lại đây gần mà mới tập thành theo những ác pháp. Những nghiệp đã tạo cũng chưa đến nỗi tăng thượng lên lắm, hoặc là dù có khởi nghiệp ác nặng nhưng từng hối cải, đó được gọi là những điều ác nhỏ. Này thiện nam tử, nếu như chim sát luân tướng lần đầu thì chỉ mới biết thiện ác sai biệt đã tạo đời trước, nhưng chẳng thể biết tập quán chưa nhóm lâu xa hay gần, cũng như chưa thể biết nghiệp đã tạo là mạnh hay yếu, hoặc lớn hay nhỏ. Thế nên cần phải chim sát luân tướng lần thứ hai nữa. Nếu như chim sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì do luân tướng có ghi chữ thân. Nếu như chim sát luân tướng lần hai thì phải căn cứ nghiệp được phát hiện trong luân tướng đầu, nghĩa là nếu thuộc nơi thân thì do luân tướng có ghi chữ thân, nếu thuộc về khẩu thì do luân tướng có ghi chữ khẩu, nếu thuộc về ý thì do luân tướng có sẵn chữ ý. Chẳng được đem tất cả tướng của ba luân giao chung một lần, phải tùy theo nghiệp chú ý nên nhớ từng nghiệp thiện ác, căn cứ theo luân thuộc về nghiệp nào thì gieo riêng luân đó để chim chơi đúng. Lại nữa, nếu trong luân tướng chim lần thứ nhất chỉ được điều tốt nơi thân, mà trong luân tướng chim lần thứ hai lại được điều xấu nơi thân, như vậy gọi là lòng không chí thành, chẳng được khế hợp, gọi là sai luống. Lại nữa, chẳng tương ưng là trong 10 luân tướng xem lần thứ nhất được nghiệp bất sát, chẳng giết, hay nghiệp thâu đạo trộm cướp. Ý trước chú mục xem nghiệp bất sát, nhưng trong luân tướng xem lần thứ hai được ác nơi thân, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Lại nữa, nếu thấy hiện tại từ khi sinh ra cho đến bây giờ chẳng ưa nghiệp sát, không tạo tội giết, chỉ có ý là còn chủ nghiệp sát, nhưng trong luân tướng chim lần thứ hai được thân đại ác, đó cũng gọi là chẳng được khế hợp. Từ đó suy ra trong nghiệp của khẩu hay nghiệp của ý chẳng được tương ưng lại cũng như vậy. Cần phải biết rõ, Ngài Đại Bồ Tát Địa Tạng lại bảo Ngài Kiên Tịnh Tín: Này thiện nam tử, nếu đời sau này các hạng chúng sinh muốn cầu thoát khỏi sinh già bệnh chết, vừa mới phát tâm tu tập thiền định trí huệ vô tướng, cần phải xem trước nghiệp ác đã tạo trong những đời trước nhiều ít nặng nhẹ thế nào. Nếu như nghiệp ác nhiều và sâu dày thì chẳng được học ngay pháp thiền định trí huệ. Trước hết cần phải tu pháp sám hối. Tại vì sao thế? Người này đời trước tập khi ác tâm mạnh mẽ bén nhạy, chẳng cho nên hiện tại ác tạo nhiều ác, hủy phạm trọng cấm, cho nên nếu chẳng sám hối khiến được thanh tịnh mà lập tức tu thiền định trí tuệ thì người đó sẽ có nhiều chướng ngại, chẳng thể thành công, hoặc bị thất tâm lầm lạc cuồng loạn, hoặc bị tà ma ngoại đạo quấy rối, hoặc thâu nạp pháp tà thêm lớn ác kiến. Thế nên trước hết phải tu sám pháp. Một khi giới thể đã được thanh tịnh hay tội nặng đời trước được nhẹ mỏng rồi, ác lìa các chướng, thiện nam tử hành giả muốn tu pháp sám hối thì nên ở chỗ vắng, tùy năng lực mình mà trang nghiêm một tịnh thất vừa phải, trong đất tôn trí tượng Phật Bồ Tát, để kinh sám, treo khoan lộng lụa, chuẩn bị hương hoa để dùng cúng dường, tắm gội thân thể, giặt sạch y phục, chớ cho hôi hám, mỗi ngày 3 lần ở trong đất ấy ma thời xưng niệm danh hiệu sám hối, một lòng kính lạy 7 Đức Phật quá khứ và 53 Đức Phật kế đó, thì 10 phương mà mỗi mỗi lạy chung, vận tâm lạy khắp nơi, coi sắc thân xá lợi hình tượng tháp miếu và những phận sự của tất cả chư Phật, kế lại lạy chung tất cả chư Phật 10 phương 3 đời, lại nên vận tâm lễ khắp 10 phương tất cả pháp tạng, lại nên vận tâm lạy khắp tất cả chư hiền thánh tăng trong các 10 phương, sau đó riêng xưng danh thêm và đảnh lễ Ta Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát
Lẽ như vậy rồi, cần phải nói về những tội đã tạo một lòng ngưỡng bạch, cuối mong mười phương chư đại từ tôn chứng biết hộ niệm cho con sám hối chẳng còn tạo lại. Xin nguyện con và tất cả chúng sanh mau được trừ diệt những tội từ vô lượng kiếp trở lại, mười thứ nghiệp ác, bốn thứ tội nặng, năm tội đại nghịch, tà kiến điên đảo, chê bai tam bảo, tội nhất xuyển đề, vân vân. Khi đó hành giả lại nên xét nghĩ tính tội như vậy chỉ là từ tâm hư vọng điên đảo mà khởi, không có thật thể nhất định để có thể nắm bắt, và thể của nó vốn là rỗng lặng. Nguyện cho tất cả chúng sanh đều mau thấu đạt bản tâm, diệt hẳn gốc tội, kế lại phát lời nguyện khuyến tịnh. Xin nguyện mười phương tất cả Bồ Tát, vị nào chưa thành vô lượng chánh giác, xin nguyện vị ấy mau thành chánh giác. Vị nào đã thành, xin nguyện thường trụ mãi trên thế gian để chuyển pháp luân không vào niết bàn. Kế lại phát lời nguyện tùy hỷ, nguyện con và khắp tất cả chúng sinh rốt ráo lìa hẳn thứ tâm ganh tị, tất cả cõi nước trong khắp ba đời, những người tu học được các công đức và được thành tựu, con đều tùy hỷ. Kế lại phát lời nguyện hồi hướng, nguyện những công đức mà con đã tu nếu có lợi ích cho khắp chúng sanh đều xin hồi hướng về nhất thiết trí đến thành niết bàn. Phát những lời nguyện hồi hướng đó rồi, hành giả bước qua bên cạnh tỉnh thất, ngồi thẳng nhất tâm, hoặc niệm lớn tiếng, hoặc là niệm thầm danh hiệu của ta. Hành giả phải nên tiết giảm ngủ nghỉ, nếu bị hôn trầm, che mờ tâm tính thì nên trở vào đạo tràng trong thất, kinh hành niệm tụng. Trên đây là nói ban ngày, kế đến là phần giờ giấc ban đêm. Nếu có đèn nến thắp sáng ban đêm, cũng nên ba thời cung kính cúng dường sám hối phát nguyện. Nếu chẳng thể sắm đèn nến sáng sủa, phải nên thường trực ở trong tỉnh thất, một lòng tụng niệm, hàng ngày thực hành pháp sám như vậy, chớ lười bỏ phế. Nếu người có sẵn nền tảng thiện nghiệp xa xôi đời trước mà tạm thời gặp nhân duyên xấu ác rồi tạo điều ác, thì tội chướng nhẹ, tâm của người ấy mạnh mẽ lanh lợi, ý lực hùng dũng, trải qua 7 ngày liền được thanh tịnh, trừ các chướng ngại. Các hạng chúng sanh nghiệp có dày mỏng, cho nên căn tính có lanh có chậm, sai khác khôn lường, hoặc có những người sau 27 ngày thì được thanh tịnh, hoặc có người trải qua 21 ngày cho đến trải qua 49 ngày bèn được thanh tịnh. Nếu như người nào quá khứ hiện tại đều có các thứ tội nặng tăng trưởng, phải qua 100 ngày mới được thanh tịnh, hoặc 200 ngày cho đến trải qua 1.000 ngày sau mới được thanh tịnh. Nếu người căn tính cực kỳ chậm lụt, tội chướng sâu nặng, cần phải luôn luôn phát tâm dũng mạnh, chẳng đối tưởng đến việc tiếc thân mạng, thường xuyên xưng niệm, sớm tối kinh hành, nhiễu quan tượng Phật, giảm bớt ngủ nghỉ, lễ sám phát nguyện, vui tu cúng dường, chẳng lười chẳng bỏ, dù cho mất mạng cũng chẳng dừng thói, tinh tấn như thế trong 1.000 ngày quyết được thanh tịnh. Thiện nam tử muốn biết, nếu muốn biết được tướng thanh tịnh thì bắt đầu từ khi tu hành sám pháp, qua sau 7 ngày phải nên mỗi bữa vào lúc sáng sớm lấy tướng mộc luân thuộc lớp thứ hai để đủ trong tay, giao luôn 3 lần. Nếu thân khẩu ý đều là thuận thiện, người ấy được gọi là thanh tịnh lại. Về đời sau này, các hạng chúng sanh, người nào có thể tu hành sám pháp thì quá khứ từ trước lâu xa trở lại ở trong Phật Pháp, đời nào đã từng tu tập thiện pháp thì người đó tu những công đức gì thì nghiệp cũng có dày mộng đủ thứ khác lạ. Do đó những hàng người kia trong lúc được sự thanh tịnh, tướng cũng chẳng đồng. Hoặc có chúng sanh khi được ba nghiệp thuận thiện bèn liền được tham các thứ tướng hảo. Hoặc có chúng sinh khi được tướng trạng ba nghiệp lành vừa thì trong một ngày đêm lại thấy ánh sáng đầy thân của mình, hoặc nghe có mùi hương thơm lạ mà nơi thân ý thơi thới, hoặc có mộng lành, mộng thấy thân Phật đến để chứng minh, tay xoa đầu mình khen rằng
Lành thay, người nay thanh tịnh, ta đến chứng minh cho ngươi, hoặc nằm mơ thấy thân vị Bồ Tát đến để chứng giám, hoặc mộng thấy rõ hình tượng Đức Phật phóng ra ánh sáng để vì chứng minh. Nếu người chưa được tướng ba nghiệp lành mà chỉ trước đó thấy nghe những việc như vậy rồi cho là mình sẵn có kết quả thì đó chính là hư vọng doi hụy, chẳng phải tướng lành vậy. Nếu người từng có gốc lành xuất thế, tùy sự nhiếp thọ của họ mạnh lăng, thì ta lúc đó thì chỗ đáng độ mà vì hiện năng phóng ánh từ quang khiến họ an ổn, lìa những nghi sợ, hoặc hiện những thứ thần thông biến hóa, hoặc lại khiến họ tự nhớ những việc lành giữa đa tạo trong những kiếp trước, hoặc lại tùy họ ưa những pháp gì liền vì nói những giáo pháp thâm yếu. Ngay đó người ấy hướng về thừa nào tức được đức tin quyết định vững chắc, hoặc lần lần chứng quả vị sa môn. Lại nữa, nếu chúng sinh nào mặc dù chưa thấy hóa thân của ta biến đổi nói pháp, thể xuyên tu học với lòng chí thành, khiến thân khẩu ý được tướng thanh tịnh rồi, ta cũng hộ niệm khiến chúng sinh ấy mau được tiêu diệt các thứ chướng ngại thiên ma ba tuần chẳng đến phá hoại, cho đến tất cả những quỷ thần của 95 thứ tà sư ngoại đạo cũng chẳng đến quấy nhiễu, và năm món cái lần lượt nhà mỏng khâm nổi tu tập thiền định trí tuệ. Lại nữa, nếu đời sau này các hạng chúng sinh tuy chẳng vì cầu thiền định trí tuệ của đạo xuất yếu, hãy gặp những thứ hoạn nạn tai ách, nghèo nàn khốn khổ, lối rầu bức bách, nên cũng nên cung kính lễ lạy cúng dường tam bảo, ăn năn tội ác đã tạo và thường phát nguyện trong tất cả thời, trong tất cả chỗ, xin lòng xin niệm danh hiệu của ta với lòng chí thành cũng sẽ mau thoát các thứ suy não bỏ thân này rồi xin về chỗ lành. Lại nữa, thời đại sau này các hạng chúng sinh tại gia xuất gia muốn cầu thọ giới thanh tịnh vi diệu, nhưng trước đó tạo tội nặng tăng thượng chẳng được phép thọ, cũng phải như trên tu pháp sám hối với lòng chí thành, khi được tướng lành của thân khẩu ý rồi liền hãy khá thọ. Nếu chúng sinh ấy muốn tu tập theo đạo lý đại thừa và cầu thọ những giới trọng căn bản của bậc Bồ Tát, hay nguyện thọ chung tất cả giới cấm xuất gia tại gia, nghĩa là nhiếp lục nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiếp chúng sanh giới, nhưng chẳng tìm được giới sư giỏi khéo có thể dạy rộng tạng pháp Bồ Tát tu hành trước kia, phải nên dốc lòng ở trong đạo tràng cung kính cúng dường ngưỡng bạch mười phương chư Phật Bồ Tát, cung thỉnh chư Phật làm thầy truyền giới, chư đại Bồ Tát làm bậc tôn chứng, một lòng lập nguyện kể rành mười tướng, trước hết nói mười giới trọng căn bản, kế đến nêu chung ba giới, ba thứ tụ giới tự thể mà thọ, đây cũng đắc giới. Lại nữa, các hạng chúng sinh về đời vị lai muốn cầu xuất gia hoặc xuất gia rồi lại chẳng thể gặp giới sư giỏi đúng và thanh tịnh tăng, tâm họ nghi ngờ chẳng được đúng pháp, họ những giới cấm, hễ có khả năng học sự phát tâm cầu đạo vô thượng và cũng làm cho thân khẩu ý được thanh tịnh rồi, song những người ấy còn chưa xuất gia, hãy nên cạo tóc mặc vào pháp y, lập nguyện như trên, tự thể mà thọ ba tụ lục nghi của giới Bồ Tát, đó mệnh danh là được đầy đủ giới ba la đề mộc xoa của người xuất gia, gọi là tỳ kheo hay tỳ kheo ni. Sau đó liền phải tìm tòi học hỏi lục tạng thanh văn và lục tạng kiết tập của Bồ Tát thừa, thọ trì đọc tụng, quan sát tu hành. Nếu tuy xuất gia mà tuổi người ấy chưa đầy 20, phải nên trước thệ nguyện thọ 10 giới căn bản của Bồ Tát và thọ những giới riêng của sa di hay sa di ni, liền phải gần gũi cúng dường cung cấp hậu hạ bậc đã xuất gia kỳ cụ, vị này trước đã học đại thừa tâm và thọ đủ giới sa di mới thọ, thỉnh cầu vị này làm thầy y chỉ, thỉnh xin dạy dỗ tu hành oai nghi,
Như những phép tắc của một sa di hay sa di ni, nếu chẳng thể gặp người nào như thế thì chỉ nên gần của những vị Bồ Tát tu về luận tạng mà đọc tụng suy ngẫm, quan sát tu hành, hãy xin cúng dường Phật Pháp Tăng Bảo. Nếu sa di ni tuổi đã 18 cũng nên tự thể thọ 6 giới pháp của một thức sô trong tạng tỳ ni, và phải học hỏi tất cả tụ giới của tỳ kheo ni. Lúc tuổi người đó tròn đủ 20 mới có thể tổng thọ ba tụ tịnh giới của một Bồ Tát. Như trên đã nói, sau đó được gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Nếu chúng sanh nào tuy học sám hối mà chẳng hay hết lòng, chẳng được triệu chứng mộng thấy tương hảo, giả sử tác pháp tưởng mình thọ giới, chẳng gọi đắc giới. Bây giờ ngài Kiên Tịnh Tín hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bạch Đấng đại sĩ, về sự chí tâm, tính cách sai biệt có bao nhiêu thứ, những sự chí tâm nào có thể cảm chịu mộng thấy tướng lành. Ngài Địa Tạng đáp: Này thiện nam tử, nói về chí tâm tóm tắt có hai. Những gì là hai? Một là chí tâm cầu nguyện của người vừa mới phát tâm học tập, hai là chí tâm của người nhiếp ý tinh chuyên thành tựu dũng mãnh. Từ sự chí tâm thứ hai có thể gặt hái kết quả mơ thấy tướng lành. Hai sự chí tâm này lại có ba thứ khác nhau, giữa hạ trung thượng. Những gì là ba? Một là nhất tâm, nghĩa là hệ niệm tư tưởng một chỗ không cho tán loạn, tâm trụ tới rõ bậc hạ. Hai là tâm dũng mãnh, ấy là chuyên cần không hề biến trễ, chẳng tiếc thân mạng bậc trung. Ba là thâm tâm, nghĩa là tương ưng với pháp rốt ráo chẳng thoái bậc thượng. Nếu người tu tập pháp sám hối này cho đến chẳng được chí tâm bậc hạ thì chọn chẳng thể có sự cảm chịu tương tốt thanh tịnh. Trên đây là nói phương pháp chiêm sát luân tưởng thứ hai. Này thiện nam tử, nếu muốn chiêm xét sự chịu quả báo sai khác ba đời, lại phải khắc gỗ ra làm sáu luân. Nơi sáu luân này lấy các con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ghi vào trong đó. Mỗi số chủ một mặt, mỗi luân viết ba mặt, mỗi mặt một số. Sự ghi thử lớp không cho lộn lạo, nên biết những số như thế đều từ số 1 mà khởi, lấy 1 làm gốc. Cái tướng của những con số như vậy tượng trưng cho nhóm 6 căn của khắp tất cả chúng sinh, đều từ cảnh giới nhất thực tướng tự tính thanh tịnh tâm của Như Lai Tạng mà khởi. Nương nơi cảnh giới chân vọng hòa hợp của nhất thực tướng lấy đó làm gốc, nghĩa là nương cảnh giới của nhất thật tướng sẵn có vô minh, chẳng rõ nhất chân pháp giới, nhận làm cái nhớ nghĩ tư duy mà hiện ra cảnh giới hư vọng, rồi phân chấp đắm chưa nhóm mãi thành nhân duyên của nghiệp, sinh các giác quan như mắt tai mũi lưỡi thân ý. Nương vào sáu căn bên trong, đối với sáu trần bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp mà khởi ra nhận thức của sáu giác quan, hoặc nghịch hoặc thuận, chẳng nghịch chẳng thuận, thành ra 18 cảm thọ. Nếu đời sau này hàng đệ tử Phật đối với sự thọ quả báo ba đời, người nào có ý muốn giải quyết nghi, phải nên ba lần gieo tứ một luân. Cách thứ ba này chiêm xét bằng cách tính số cộng lại, căn cứ tổng số mà xem để định thiện ác các tướng quả báo thiện ác ba đời. Để xem như vậy, gồm có 189 thứ. Những gì là 189 thứ? Một, cầu thượng thừa sẽ được bắt thối chuyển. Hai, cầu quả được chứng hiện tại sẽ chứng. Ba, cầu duyên giác thừa được không thối chuyển. Bốn, cầu thanh văn thừa được bắt thối chuyển. Năm, cầu sức thần thông được sự thành tựu. Sáu, tu bốn phạm hạnh được sự thành tựu. Bảy, tu thiền thế gian được sự thành tựu. Tám, giới nào muốn thọ là được diệu giới. Chín, giới nào từng thọ được đầy đủ giới. Mười, cầu thượng thừa nhưng đức tin chưa trụ.
11 cầu duyên giác thừa nhân đức tinh chư vựng, 12 cầu thanh văn thừa nhân đức tinh chư vựng, 13 người được chiêm xác chính là bạn lành, 14 tùy nghe những gì đều đúng chính pháp, 15 người được chiêm xác chính là bạn ác, 16 tùy nghe những gì đều sai chính pháp, 17 người đang được xem có đức thật sự, 18 người đang được xem không có thật đức, 19 nghĩa được tu quán là không sai lầm, 20 nghĩa được tu quán là bị lầm lộn, 21 những gì đọc tụng là không lầm lộn, 22 những gì đọc tụng là bị lầm lộn, 23 những hạnh được tu chẳng bị sai lầm, 24 những gì thấy nghe đều là tướng lành, 25 có sở chứng gì đều là chân thật, 26 có học những gì đều là sai lầm, 27 những gì thấy nghe chẳng phải tướng lành, 28 có chứng ngộ gì đều chẳng phải chính, 29 có kết quả gì là do tà thần giúp giữ, 30 nói giỏi điều gì là chí tà biện bác, 31 biết chỗ huyền diệu chẳng phải sức người, 32 nên trước tập quán đường lối sáng suốt, 33 nên tập đường lối thiền định trước đó, 34 xem chỗ được học không bị chướng ngại, 35 xem chỗ được học là điều thích nghi, 36 xem chỗ được học chẳng phải thích nghi, 37 xem chỗ được học là đã tu tập đời trước, 38 xem chỗ được học chẳng phải đời trước tu tập, 39 xem chỗ được học theo tăng trưởng lên, 40 xem chỗ được học là phương tiện nhỏ, 41 xem chỗ được học không sự tiến thú, 42 quả gì mong cầu hiện tại chưa được, 43 cầu xuất gia thì sẽ được ra đi, 44 mong cầu nghe pháp sẽ được chỉ dạy, 45 cầu những quyển kinh sẽ được đọc tụng, 46 hãy xem việc làm đều là ma sự, 47 xem những việc đã làm đều thành tựu, 48 xem việc được làm chẳng được thành tựu, 49 cầu giàu của cải sẽ được xung hạnh, 50 cầu địa vị quan sẽ được kết quả, 51 cầu sống lâu sẽ được thêm tuổi thọ, 52 cầu tiên đạo thế gian sẽ được kết quả, 53 xem chỗ học quán đạt được nhiều chỗ, 54 xem chỗ học quán ít đạt kết quả, 55 tìm thầy tìm bạn được như ý muốn, 56 tìm đệ tử được như ý, 57 tìm cha mẹ được như ý muốn, 58 cầu con trai con gái được như ý, 59 tìm thê thiếp như ý, 60 tìm bạn đồng học được như ý muốn, 61 xem lại những gì lo lự được hòa hợp, 62 người được xem tâm họ mang thần giận, 63 mong người không giận sẽ được hoan hỷ, 64 cùng sự hòa hợp được như ý muốn, 65 tâm của người được xem thì hoan hỷ, 66 người mình nghĩ đến sẽ được gặp gỡ, 67 người mình nghĩ đến chẳng được gặp lại, 68 người được mời gọi sẽ được nhóm đến, 69 người bị chê ghét được rời khỏi họ, 70 người mình kính mến sẽ được gần họ, 71 pháp quán pháp ly dục ý được tập trung, 72 quán pháp ly dục ý chẳng tập trung, 73 người được mời gọi họ sẽ chẳng đến, 74 người được hẹn trước chắc chắn sẽ đến, 75 người được hẹn trước ở lại không đến, 76 người đang được xem được sự an lành, 77 người đang được xem hiện chẳng an lành, 78 người đang được xem đã không còn thân, 79 người mình trong gặp sẽ được gặp họ, 80 những gì mình đang tìm được gặp lại, 81 những gì cầu nghe sẽ được lợi lành, 82 những gì mong tìm thấy chẳng như ý, 83 xem chỗ bị nghi chính là đúng thật, 84 xem lại chỗ bị nghi là chẳng thật, 85 người đang được xem chẳng còn hòa hợp.
86 cầu làm Phật sự sẽ được kết quả. 87 cầu những món cúng sẽ được kết quả. 88 tìm những của cải sẽ được như ý. 89 tìm của nơi thân ít được kết quả. 90 có cầu những gì thảy đều sẽ được. 91 có cầu những gì thảy đều chẳng được. 92 có cầu những gì ít được kết quả. 93 có cầu những gì đều được như ý. 94 có cầu những gì liền được nhanh chóng. 95 có cầu những gì chẳng được nhanh chóng. 96 có những mong cầu nhưng bị tổn thất. 97 có cầu những gì sẽ được lợi lành. 98 có cầu những gì nhưng sẽ chịu khổ. 99 xem vật bị mắc sẽ tìm lại được. 100 xem vật bị mắc chẳng tìm lại được. 101 xem vật bị mắc tự trở về lại. 102 cầu lìa ách nạn được thoát ách nạn. 103 cầu khỏi bệnh hoạn sẽ được trừ lành. 104 xem những việc đã qua không chướng ngại. 105 xem những việc đã qua có chướng ngại. 106 xem nơi đang ở được dừng ở yên. 107 xem nơi đang ở chẳng được bình an. 108 nơi vừa mới đến được sự an vui. 109 nơi vừa mới đến là có ách nạn. 110 nơi vừa mới đến là lưới của ma. 111 nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 112 nơi vừa mới đến có thể khai hóa. 113 nơi vừa mới đến tự được lợi ích. 114 con đường dạo qua không bị nó hại. 115 con đường dạo qua có bị nó hại. 116 vua dân ác nên đói kém nổi lên. 117 vua dân ác nên nhiều bệnh nôn dịch. 118 vua dân tốt nên nước được giàu vui. 119 vua vô đạo nên nước tai hại lớn. 120 vô tu đức tai nạn loạn ly diệt. 121 vua làm mát nước sắp bị phá hoại. 122 vua tu thiện nước được xây dựng lại. 123 xem chỗ dạo qua được khỏi các nạn. 124 xem chỗ dạo qua chẳng thoát khỏi nạn. 125 nơi đang được ở mọi người an ổn. 126 nơi đang được ở có sự chướng ngại. 127 tu lạc đang ở mọi người chẳng nghiêm. 128 là nơi nhàn tịnh không có ác nạn. 129 xem ra quái lạ nhưng không tổn hại. 130 xem ra quái lạ có sự tổn hại. 131 xem ra quái lạ tinh tấn thì an. 132 giấc mộng được hay không gây tổn hại. 133 giấc mộng được thấy có sự tổn hại. 134 giấc mộng được thấy tinh tấn thì an. 135 giấc mộng được thấy là một lợi lành. 136 thấy chứng loạn đó nhưng mau được lìa. 137 thấy chứng nạn đó lần lần được lìa. 138 thấy chứng loạn đó chẳng lìa khỏi. 139 thấy chứng loạn đó nhất tâm là trừ. 140 thấy nạn đang bị nhưng mau được thoát. 141 thấy nạn đang bị lâu mới được thoát. 142 thấy nạn đang bị chịu nhiều suy não. 143 thấy nạn đang bị tinh tấn sẽ thoát. 144 thấy nạn đang bị biết mạng sắp chết. 145 thấy bệnh đang mắc đất chẳng nên điều trị. 146 thấy bệnh đang mắc chẳng phải người phá. 147 thấy bệnh đang mắc hợp với phi nhân. 148 thấy bệnh đang mắc có thể điều trị. 149 thấy bệnh đang mắc có thể điều trị. 150 thấy bệnh đang mắc tinh tấn là lành. 151 thấy bệnh đang mắc phải khổ lâu dài. 152 thấy bệnh đang mắc tự động sẽ lành. 153 thấy bệnh đang mắc đến thầy khám mới trị nổi. 154 thấy bệnh được chữa là trị đúng pháp.
155 thuốc đang được uống sẽ được hiệu lực. 156 thấy bệnh đang mắc được chữa lành hẳn. 157 thầy được tìm đến chẳng thể trị liệu. 158 cách được trị liệu là chữa trị sai. 159 thuốc đem cho uống chẳng được hiệu lực. 160 thấy bệnh đang mắc là mạng sắp chết. 161 đó là trong đường địa ngục mà đến. 162 từ trong con đường súc sinh mà đến. 163 từ trong con đường ngạ quỷ mà đến. 164 từ trong con đường Atula mà đến. 165 từ trong nhân loại mà đến. 166 từ trong loài trời mà tái sinh đến. 167 từ trong những người tại gia mà đến. 168 từ trong hàng ngũ xuất gia mà đến. 169 đã từng gặp Phật cúng dường mà đến. 170 từng gần cúng dường hiền thánh mà đến. 171 từng được nghe pháp rất lâu mà đến. 172 bỏ thân này rồi sẽ vào địa ngục. 173 bỏ thân rồi sẽ đọa làm súc sinh. 174 bỏ thân rồi sẽ đọa làm ngạ quỷ. 175 bỏ thân rồi sẽ làm Atula. 176 bỏ thân rồi sẽ sinh vào nhân đạo. 177 bỏ thân rồi làm vua trong loài người. 178 bỏ thân rồi sẽ sinh lên cõi trời. 179 bỏ thân rồi sẽ làm vua cõi trời. 180 bỏ thân rồi sẽ nghe pháp rất lâu. 181 bỏ thân rồi sẽ được xuất gia tu học. 182 bỏ thân rồi sẽ được gặp thánh tăng. 183 bỏ thân rồi xin lên trời đâu xuất. 184 bỏ thân rồi xin tịnh độ của Phật. 185 bỏ thân rồi liền được thấy Đức Phật. 186 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa dưới thanh văn. 187 bỏ thân rồi sẽ trụ vào thừa giữa duyên giác. 188 bỏ thân rồi sẽ chứng được đạo quả. 189 bỏ thân rồi liền được bậc thượng thừa. Này thiện nam tử, đó gọi là những tướng sai biệt của 189 thứ quả báo lành dữ. Các chim sáng như thế đều tùy sự chú ý và tùy tâm của người được xem đến. Nếu không, nếu các số cộng với ý người tương xứng thì không sai lạc. Các số cộng giao cho người nào mà con số thành với việc tâm đang chú trọng theo đuổi để xem kết quả không tương xứng ấy là chẳng hết lòng thành, như thế gọi là hư luống. Người nào gieo ba lần mà không thấy hiện số là kẻ ấy đã được vô sở hữu, không gì để vướng mắc. Lại nữa thiện nam tử, nếu tự ý phát xem, nếu tự phát ý xem cho người khác đang chịu quả báo thì sự việc cũng đồng như vậy. Nếu có người nào chẳng thể tự chiêm mà đến cầu thỉnh muốn xem cho họ, phải đang cân nhắc quan sát tâm mình có tham danh lợi thế gian này thế gian hay không, bên trong ý có thanh tịnh hay không, sau mới có thể quy kính tu hành cúng dường như trước dốc lòng phát nguyện. Vì họ chiêm sát chẳng nên tham cầu danh lợi thế gian như việc làm của hạng của những hạng thầy tà để tự phương hại rối loạn cho người. Nếu xét trong tâm mình, nếu xét trong tâm chẳng được thanh tịnh, dầu cho chim xét nhưng chẳng tương xứng, chỉ là sai lầm một cách hư luống mà thôi. Lại nữa, các hạng chúng sinh về đời sau này, bất cứ việc gì được chim xét đến mà chẳng đạt được kết quả tốt lành, việc cầu chẳng được nhiều sự lo âu, lúc bị bức bách lo rầu sợ sệt, phải nên sớm tối thường nên tụng niệm danh hiệu của ta. Nếu luôn chí thành thì việc chim xét sẽ được tốt lành, cầu gì được nay, hiện đời liệt khỏi những sự suy buồn. Kinh chim xét nghiệp báo hiện ngát, nguyện thượng hết. Ha ha ha,